Kim Ba không có đi cuộn nha cả nhà. Kim Ba sẽ pha cà phê và tan uống rồi xong. Kim Ba mời cô chú anh chị mình đi đến chỗ này với Kim Ba nha. Hôm nay là mình đi hôm nay là mùng 1 tháng Giêng cô chú anh chị. Cái này mình pha cà phê nha, cà phê Hoàng Tang ha. Mình để xíu xíu đường nữa cả nhà, tí xíu đường thôi nha. Đó. Bây giờ mình đi sẽ chăm nước sôi nha. Ê, cả nhà. Kim Ba đã pha nước. Cả nhà Kim Ba đã pha nước sôi, để nước sôi cả nhà. Này ha. Để nước sôi mình pha nước đá Kim Ba cũng đã đập xong nha cả nhà. Giờ mình để nước đá vô ha. Ô chết rồi. Đây. Mình đã để nước đá xong. Giờ Kim Ba mời cô chú anh chị uống cà phê và tan với Kim Ba nha. Rồi mình cùng nhau đi ra ruộng nha cả nhà. Kim Ba mến chào cô chú anh chị nha. Cả nhà không gài á, Kim Ba không có đi ra ruộng được cả nhà, tại vì Kim Ba buôn bán đó. Tối nào Kim Ba cũng bán tới 3 4 giờ sáng hết trơn á cô chú anh chị. Nói chung là bán tới 2 giờ mấy đi ha. 2 giờ mấy sáng này xong rồi cái mình xuống lai thì mình dọn dẹp sơ sơ xong rồi khoảng tầm 4 giờ 3 rưỡi 4 giờ mình mới ngủ đó cả nhà. Cho nên là sáng hôm sau á, Kim Ba vừa gói hàng đó rồi vừa gói hàng đó rồi thì mình cũng hơi đuối. Cho nên là Kim Ba không có ra ruộng được. Rồi xong buổi trưa cả nhà, buổi trưa 12 giờ Kim Ba đã bán nữa. Vậy đó. Cái bắt đầu là mình không có kịp để mình ra ruộng á cả nhà. Nói chung là ra ruộng thì cũng có nhiều cái lợi lắm. Thứ nhất là mình được đi tới lui, thứ hai là mình được có cá ăn, đỡ tốn tiền ha. Nhưng mà mấy bữa nay thì Kim Ba không có ra được, cho nên là rất Kim Ba biết có nhiều cô chú anh chị á thương quý Kim Ba đó cũng đang đợi video của Kim Ba cũng rất là vui luôn. Thì hôm nay Kim Ba cũng dính một chút xíu thời gian để Kim Ba làm cái video này dành tặng cho cô chú anh chị cả nhà mình nha. Kim Ba cũng rất là mong cô chú anh chị cả nhà mình đồng hành với Kim Ba trong video hôm nay nha. Cả nhà cái video hôm nay rất là ý nghĩa cả nhà. Kim Ba cũng xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị mình trong thời gian qua đã ủng hộ kênh ha và yêu quý Kim Ba nha. Kim Ba cũng rất là mong ha cô chú anh chị đồng hành với Kim Ba trong đoạn đường dài sau này nha. Với lại là Kim Ba cũng xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình đã ghé thăm kênh và ủng hộ kênh ha. Kim Ba cảm ơn cả nhà mình nhiều lắm luôn á. Kim Ba pha một miếng cà phê hòa tan, cà phê này qua pha sữa nha cả nhà. Mình uống một miếng rồi xong rồi cái mình đi ra mình hôm nay là nó Kim Ba không đi ra ruộng nhưng Kim Ba không bắt cá cả nhà. Bí mật xíu nha. Kim Ba mời cả nhà mình đồng hành với Kim Ba ha, đi với Kim Ba nha, rồi mình sẽ biết thì cả nhà biết Kim Ba sẽ làm gì hôm nay nha. Đó. Thôi xung là Kim Ba làm cái nói chung hôm nay á, là Kim Ba ra video này là dành tặng cho cô chú anh chị mình á. Cho nên cả nhà mình cố gắng xem giùm Kim Ba cái video hôm nay nha. Mình uống nước rồi cả nhà ơi. Cô chú anh chị, Kim Ba thì bán quần áo nha. Kim Ba buổi tối là bắt đầu là 9 giờ Kim Ba sẽ like nha. Like bán, Kim Ba like bán trực tiếp trên Facebook đó cả nhà. Mình bán buổi trưa là 12 giờ, buổi tối sẽ là 9 giờ ha. Cô chú anh chị em mình sắp xếp thời gian nha, rảnh rảnh vào xem và săn những cái hàng như là cái nào mình thích á. Săn hàng độc độc đẹp á cả nhà. Thứ nhất là săn được hàng độc, thứ hai là ủng hộ Kim Ba nha. Để Kim Ba có thêm được thu nhập ha cả nhà. Tại vì Kim Ba làm YouTube thì cũng chưa nhận được tiền đâu cả nhà. Kim Ba bật được kiếm tiền mấy tháng nay rồi đó, nhưng mà trục trặc giấy tờ á, cho nên là Kim Ba vẫn chưa nhận được. Kim Ba cũng mong cô chú anh chị mình rảnh rảnh sắp xếp thời gian vào shop để thứ nhất là ủng hộ tinh thần với Kim Ba, thứ hai là mình săn những cái hàng đẹp đẹp nha. Rồi cái trang shop Kim Ba là Kim Ba Shop nha cả nhà. Facebook là Kim Ba Shop nha. Kim Ba cũng bán được khoảng tầm 3 năm rồi cả nhà. 3 năm rồi. Cũng như cái duyên cả nhà, cái bán hàng là cái duyên đó cả nhà. Kim Ba không nghĩ là Kim Ba bán dài như giờ này luôn á. Không nghĩ là mình bán online luôn. Cái chỗ này là cái chỗ bán quần ha. Còn ở ngoài kia là chỗ bán áo. Kim Ba mời cô chú anh chị mình uống cà phê với Kim Ba nha. Cái này là cà phê sữa cả nhà, cà phê hòa tan uống lẹ. Cho lẹ mình đi làm công chuyện á. Nói chung á, còn cái phần mà Kim Ba làm YouTube ha, là cái đó là cuộc sống đời thường của Kim Ba.
cuộc sống đời thường cũng như là Kim Ba sống cuộc sống mình hàng ngày như thế nào đó, Kim Ba chia sẻ lên YouTube thôi chứ đời thường của mình đó cả nhà. Kim Ba sống ăn uống ngủ nghỉ sao ha, các thứ linh tinh xung quanh của mình như thế nào Kim Ba chia sẻ lên cả nhà xem đó. Thì nói chung là Kim Ba không có ra ruộng được thường xuyên cả nhà. Ruộng thì mênh mông bao la bát ngát đó, nhưng mà không có thường xuyên ra đó. Lúc nào Kim Ba ăn, ví dụ lúc nào mà muốn ăn cá thì ra cá bắt, ra ruộng bắt cá thôi. Rồi xong rồi ngoài ruộng là gì, mình còn làm công việc nhà nữa, cho nên là Kim Ba không có chia sẻ nhiều ngoài ruộng được ha cả nhà. Cảm ơn cả nhà thông cảm giùm nha. Hôm nào Kim Ba sẽ sắp xếp quay cảnh chợ quê, chợ quê của Kim Ba, cái chợ mà khu vực 586 á cả nhà. Nếu mà khu vực cô chịu chú anh chị nào mà có gõ lên Cần Thơ ha, gõ lên về Cần Thơ, nó là gõ lên là khu đô thị 586 á, là Kim Ba ở gần đó, đó là khu chợ 586 á, đó là Kim Ba sẽ chia sẻ chợ gần nhà của mình cho cả nhà xem nha. Có vài khán giả thân thiết đó là em ơi em chia sẻ chợ của gần nhà em đi, cho cả nhà mình xem luôn biết là chợ chỗ em có khác lạ như thế nào không á. Thì Kim Ba sẽ bữa nào đó Kim Ba sắp xếp xếp ha, quay cảnh chợ quê gửi cả nhà đón xem nha. Thôi giờ mình cùng nhau ra ruộng đi cả nhà, uống cái nước mình ra ruộng nha. Cái này mình để tủ lạnh lại để xíu mình về uống nữa. Bây giờ Kim Ba sẽ mời cô chú anh chị mình ra làm một việc nữa cho Kim Ba nghe. Nói chung mình ra ruộng mình không bắt cá, nên Kim Ba mặc áo đẹp thế này nè. Mọi khi là bắt cá là mình đã mặc áo đẹp thế này cả nhà. Biết sao mình đi ruộng á, Kim Ba đi ruộng là có đều đồ đi ruộng nha. Cho nên là cả nhà mình lúc nào cũng thấy Kim Ba mặc những cái đồ đó trơn á. Là cả nhà biết sao đi ruộng nó mau cũ cả nhà. Nếu mình lấy đồ khác mình mặc á thì nó sẽ mau cũ rồi mình lại mua tốn tiền nữa. Cho nên là đồ nào đi ruộng là Kim Ba cứ mặc hoài đồ đó thôi. Hôm nay Kim Ba mặc đồ đẹp nè. Mấy cái đồ này Kim ít có mặc lắm cả nhà, chỉ đi đâu thôi, đi ra những chỗ mà dạng như là trang nghiêm thì cái nọ Kim Ba sẽ mặc đồ này ha, còn đi ra ruộng thì cái nọ thì bắt quá lắm á, mình mặc những cái đồ mà dạng mình hay thường mặc ở ngoài đó đó. Rồi có khi Kim Ba mặc áo dây là những lúc đó là Kim Ba đang bán hàng á cả nhà, mình bán xong rồi mình không có thời gian thay đồ quá trễ này, cái Kim Ba lật đật ra luôn, ra ruộng mặc màu đó luôn. Hai giờ Kim Ba mời cô chú anh chị mình ra ruộng với Kim Ba nha, đi cả nhà.
cả nhà ơi, đây nè. Mình đi mua cá xa lắm cả nhà. Mua cá thiệt xa luôn á, cho nên Kim Ba phải đi xe đó. Hôm nay là gầm tháng giêng á cả nhà. Hôm nay là gầm tháng giêng, gầm lớn á. Kim Ba cũng làm cái video này á, gửi đến cho cô chú anh chị mình thật là nhiều sức khỏe nha. Nói chung hôm nay Kim Ba tặng cho cả nhà cái video này ha. Đây, gầm lớn mà Kim Ba không đi chùa được, không có cầu an được. Thôi giờ Kim Ba sẽ thả cá. Thứ nhất là Kim Ba thả cá mong được mình được có sức khỏe nha. Thứ hai nó gửi đến cho cô chú anh chị mình thật là nhiều sức khỏe luôn ha. Rồi, Kim Ba cũng rất là mong cô chú anh chị mình đồng hành với Kim Ba trong video hôm nay nha. Cả nhà ở ngoài á, gió lắm cả nhà. Nhưng Kim Ba nói ít thôi ha. Rồi tới chỗ chia sẻ, Kim Ba sẽ chia sẻ nhiều hơn với cả nhà nha. Gió rồi xe nó mà nói chuyện không nghe được cả nhà. Kim Ba sẽ ghi Kim Ba tắt tiếng đi cả nhà ơi. Đây là cái công ty cô chú anh chị, công ty không biết may làm gì đây nè, nhanh quá đọc chữ không kịp cả nhà. Ở đây công ty nhiều lắm, còn trong Kim Ba ở là không có công ty. Két quẹo đây là cái đường nhỏ cả nhà. Cái đường nhỏ gần ra tới chỗ cái mình thả cá đó. Đây là gọi là khu phố tổ, khu phố như là tổ, gọi là tổ tổ 2 đó. Cả nhà thấy ha, cái chỗ Kim Ba ở cả nhà nó xa cái chỗ ăn sáng lắm, cho nên là lúc nào Kim Ba cũng nấu đồ ăn sáng ở nhà hết trơn, ít có ra đường ăn lắm cả nhà. Này chỗ ăn sáng xa quá. Rồi tới cái khu quẹo nhỏ nè. Càng đi vô là càng nhỏ, càng đi vô là càng nhỏ. Đây nhà Kim Ba trong này nè. Mà trong xa nữa, đây là đầu đường thôi nha. Đây là đầu đường đó. Rồi quẹo tiếp tục nè. Cái này là ngoài đầu đường nữa, đầu đường lớn của nhà mình nè. Còn mình ở trong kia nữa, trong tuốt trong kẹt nữa. Rồi mình quẹo đây. Trời. Đây là cái đường người ta chuẩn bị, người ta làm, người ta phóng đường ở cả nhà. Này hồi lúc trước á, khoảng tầm 2 tháng trước Kim Ba làm cái video mỏ ốc này nè cả nhà. Bây giờ người ta làm đường, người ta lắp đường hết trơn luôn nè. Bữa nào xuống cái mương này bắt cá nè, cá giận quá trời luôn đó, cá giận nhiều cả nhà. Lúa nè, cái chỗ này hỏm cái đó, Kim Ba mấy tháng trước Kim Ba làm cái video mà mò ốc mò cua đây nè cả nhà, nhiều cá lắm luôn á nè. Ôi ôi, ruộng lúa này là sắp khoảng tầm 2 tuần nữa à, 10 ngày 2 tuần nữa cả nhà, nói người ta sẽ cắt nè. Bây giờ cá trên ruộng nhiều lắm cả nhà, nhưng mà Kim Ba không có xuống được. Vài bữa người ta cắt xong á mình xuống ruộng mình bắt cá, mình mò cá nha. Bây giờ cá nằm trong ruộng nhiều lắm, ta giữ nước lại ở cả nhà. Dưới cái mương này nè, còn có 2 con bò. Hôm nay nước cạn, ui hôm nay không bắt được cá. Cái này mà mình mò nước cạn, cá nó cạn cả nhà im lắm luôn á. Nhưng mà hôm nay gầm không có bắt cá được nè. Hôm nay nước cạn nè. Cái này mà mình xuống mình câu luôn nha, mất tẩy luôn á. Đây. Cái này xuống câu luôn cả nhà, im lắm luôn mà. Ui. Cả nhà ơi, cả nhà nhớ cái khu ruộng này không? Kim Ba hay đi bắt cá mò cua ở ruộng này nè cả nhà. Ôi, nhiều lắm mà giờ cá hiện giờ là trên này là nhiều quá nha. Nhưng mà hiện giờ lúa sắp chín á, mình không có xuống mình quần được. Rồi. Cái chỗ này là gần tới mình trốn cái điểm mình thả nè cả nhà. Cái miếng nè. Đó, giờ mình vô đây mình thả nha. Két gà, trước con bầy gà cô chú anh chị. Rồi, Kim Ba dừng cam lại nha cả nhà. Kim Ba mời cô chú anh chị thả cá với Kim Ba nha.
mà dừng cam lại ha, ù nước nó xong rồi chảy quá chừng luôn kìa. Đó, nước xong rồi cả nhà. Giờ Kim Ba dừng cam lại, Kim Ba sẽ xuống sông rồi cô chú anh chị mình thả cá với Kim Ba nha. Cả nhà, Kim Ba tới nơi cả nhà. Ý cái tàu bự kìa cả nhà, tàu bự kìa, tàu bự chị không có liền chị không. Tàu bự chị không. Đó, tàu bự nha. Cái tàu xà lan bự cả nhà. Ôi, cái xà lan bự hết sức cả nhà ha, đổ nước rồi kìa. Quá xá luôn cái xà lan luôn rồi. Cả nhà, cái xà lan bự hết sức luôn, nước đang cạn nha cô chú anh chị. Mà phải khi mình thả mà nước sâu xíu mình hay ha. Nước cạn quá mình cởi áo lại. Để áo lại. Cô chú anh chị ơi, hôm nay á Kim Ba thả 5 cái cá này cầu an cho cả gia đình mình nha. Gia đình Kim Ba và người thân của Kim Ba ha. Với lại cô chú anh chị khán giả gần xa được nhiều may mắn nha, được nhiều sức khỏe. Hôm nay là gầm lớn cả nhà. Gầm tháng giêng gầm lớn á, Kim Ba không có đi chùa được, không cầu an được thì Kim Ba sẽ mua cá phóng sanh thả cầu an gửi đến cho cô chú anh chị mình nhiều sức khỏe nha. Kim Ba cũng rất là mong cô chú anh chị mình đồng hành với Kim Ba trong video hôm nay nha. Bây giờ Kim Ba sẽ lội xuống đó đó. Sẽ lội xuống thả mới được cả nhà ơi, chứ còn mình không lội không được đâu. Nước cạn quá hả? Mình lội xuống thì mình thả đi. Để coi định hình ra địa điểm. Xăng cái quần lên. Hồi nãy tính kế hoạch đó là nước lớn không có xuống sình, không có lội xong. Cái kéo nè gàng ơi, cái kéo mà cái kéo xúc chung thế bà luôn á nè, cái kéo may đồ nè cả nhà. Mà để xuống này cái ta đứng ta lụi với cái giò ta đó, thiệt tình. Cái kéo mày cái bấm á miễn không kìa, ghê quá. Miễn không à cả nhà ơi, dạ, miễn kìa, miễn chai không à. Ui miễn đạp lên chén mà, ui chén mà cả nhà, đạp lên chén tô mà. Ây da, ui từ từ gọi ra con à, ý bò kìa. Chúc cho khán giả cô chú anh chị gần xa được nhiều sức khỏe nha. Cá ơi đi trốn vùng sâu vùng xa đừng để bắt lại nghe chưa. Đó. Chúc cho cô chú anh chị mình nhiều sức khỏe nha, đi trốn vùng sâu vùng xa nha, đừng để bắt lại nghe không. Còn con nào nữa không? Mỏi mò dưới lệnh đó chứ. Thôi mình lên đi cô chú anh chị, lên nha. Trời ơi cá nó lội lên kìa, kìa dưới kìa giò kìa. Bắt lại con chơi, bắt lại con chơi. Cả nhà nhìn mò cá. Ủa? Nó giận đâu á. Ê, nó dính này gục. Trời ơi, lừ cái tay hết trơn. Giờ mình lên xuồng múc thao nước mình rửa giò cả nhà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nước mình với giò. Cả nhà, nay mình phóng xanh chẳng lẽ mình lụm nó sao luôn á, thả cho nó sống đi. Thôi lên bờ. Giờ cái quần, trời ơi cái giò. Thôi để mình rửa giò sau đi ha, mình chào cô chú anh chị đi. Trời cá nó giận kìa, kìa. Cả nhà ơi, thôi giờ Kim Ba cũng xin tạm dừng video đây nha cả nhà. Kim Ba cảm ơn cô chú anh chị mình đã dành thời gian xem video của Kim Ba nha. Hẹn cả nhà về clip sau nha cả nhà. Hôm nay thật sự là không bắt cá thì cả nhà, nhưng mà Kim Ba rất là vui làm được cái video trọn vẹn hôm nay ha. Bye bye cả nhà nha, hẹn về clip sau. Nó giận ầm ầm luôn kìa. Bye bye cả nhà. Một cái video trọn vẹn cả nhà ơi. Kim Ba rất là vui đúng không? Bye bye cả nhà nha.